Chào mừng bạn đã đến với kênh của những bộ tộc độc và lạ nhất thế giới. Và ngay bây giờ, chúng ta cùng khám phá cuộc sống của bộ lạc nói không với quần áo ở Sudan. Với tốc độ phát triển của nhịp sống hiện đại, khoảnh khắc đẹp của tộc người nguyên thủy và đàn gia súc khổng lồ của họ có lẽ không bao lâu nữa sẽ khó lòng tìm thấy lại. Những người Dinka ở miền Nam Sudan là bộ tộc Sumuk cổ xưa bậc nhất thế giới. Bộ tộc này có dân số gần 2 triệu người, sống dọc hai bờ sông Nin Trắng, trải dài từ Đông Nam Sudan đến Tây Nam Ethiopia. Trong suốt hơn 5.000 năm sống tại mảnh đất này, người Dinka gần như không hề thay đổi tập quán sống, mặc sức cho sự phát triển chóng mặt của xã hội. Vào mùa mưa, họ sống trên các thảo nguyên bằng việc trồng ngũ cốc. Mùa khô, họ chăn dắt gia súc dọc theo các con sông trong khu vực sống. Những con bò khổng lồ với cặp sừng dài gắn bó chặt chẽ và là một phần linh hồn của người Dinka. Sau một nghi lễ trọng đại, mỗi thanh niên trẻ trong bộ tộc được giao cho một con bò, tên của con bò cũng là một phần tên riêng của mỗi người Dinka. Hầu hết người Dinka đều khỏa thân, một số có một vài trang phục hạn chế làm từ da dê, để che đi khu vực nhạy cảm. Nhưng đây chưa được coi là nét làm đẹp độc đáo của người Dinka, bởi lẽ việc rạch những nét vằn vện trên gương mặt mới là dấu ấn riêng của bộ tộc Dinka, giúp phân biệt người trong các bộ tộc khác nhau. Không chỉ vậy, hành động này còn nhằm nhấn mạnh vẻ đẹp quyến rũ rất riêng của phụ nữ trong bộ tộc. Loạt ảnh tuyệt đẹp của hai nhiếp ảnh gia Carol Beckwith và Angela Fisher mô tả chân thực cuộc sống chăn thả gia súc của bộ lạc Dinka ở miền Nam Sudan. Hai nhiếp ảnh gia Carol Beckwith và Angela Fisher đã chụp một loạt hình ấn tượng miêu tả cuộc sống của những người Dinka chăn gia súc ở Nam Sudan. Bộ ảnh nằm trong dự án bảo tồn nghi lễ thiêng liêng và truyền thống văn hóa của các bộ lạc châu Phi. Bộ lạc Dinka sống khoảng từ thế kỷ 10 trên cả hai bờ sông Nin và sống chung với các loài động vật hoang dã. Ngày nay, dân số bộ lạc này còn khoảng 3 triệu người và được chia thành khoảng 21 nhóm. Người Dinka có khoảng 8% dân số sắc tộc này theo đạo Thiên Chúa, còn lại là tín ngưỡng địa phương. Những năm 1800, bộ lạc tự bảo vệ khu vực của mình bằng cách chống lại đế quốc Ottoman và từ chối việc cải đạo sang Hồi giáo. Theo truyền thống, người Dinka không mặc nhiều quần áo. Phụ nữ thường chỉ mặc một da dê từ thắt lưng. Càng ngày, những phụ nữ trẻ có khả năng thích ứng với các hình thức trang phục từ các thị trấn lân cận. Họ quan tâm rất nhiều, đặc biệt là nam giới về trang điểm cơ thể. Đàn ông trưởng thành hoàn toàn trần truồng trừ đai quanh cổ. Ngày nay, các nam giới thường mặc áo dài ở phía Bắc. Cuộc sống của người Dinka gắn bó chặt chẽ với đàn gia súc của họ. Khi trưởng thành, mỗi thanh niên ở đây được ban tặng một con bò đực, và tên của con bò sẽ trở thành một phần tên của chàng Dinka đó. Sừng bò sẽ được uốn thành nhiều hình dạng khác nhau trong thời gian bò lớn lên. Vào mùa mưa, người Dinka sống định cư trong những ngôi làng trên thảo nguyên và trồng trọt ngũ cốc, trong khi vào mùa khô họ chăn gia súc ven sông gần trú. Đàn bò khổng lồ với cặp sừng dài. Mỗi con bò đều có hình dạng sừng riêng tùy theo sự tạo hình của chủ nhân. Hầu hết người Dinka đều khỏa thân hoặc sử dụng trang phục tối giản. Cuộc sống du mục, chăn nuôi gia súc đã gắn bó với người Dinka 5.000 năm qua. Họ cũng có những trang sức làm đẹp rất riêng và độc đáo. Người Dinka coi loài bò bản địa này là linh vật thiêng liêng, là nguồn sống của họ. Trẻ con vô tư ngậm vú bò để uống sữa. Người lớn cũng vắt sữa bò để uống trực tiếp, và coi đó là nguồn dinh dưỡng chính. Cuộc sống gắn liền với đàn bò và đàn dê có cặp sừng khổng lồ của người Dinka thu hút sự tò mò của du khách. Nam giới Dinka thường ở trần hoàn toàn, thoải mái với các hoạt động hàng ngày. Một cách làm đẹp độc đáo của người Dinka là rạch đường thẳng song song trên trán. Với đàn ông, đây là cách thể hiện sự trưởng thành và lòng dũng cảm. Phụ nữ Dinka cho rằng, rạch mặt sẽ giúp họ trở nên quyến rũ hơn. Theo Beckwith và Fisher, họ ghi lại những hình ảnh dân tộc Dinka trong một nỗ lực nhằm lưu giữ lại những hình thức nghi lễ bộ lạc thiêng liêng và các truyền thống văn hóa châu Phi đang dần mai một trước sự lấn át của đời sống hiện đại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, các bạn thấy hay hãy để lại một like, bình luận nhé! Bí ẩn loại gỗ thần kỳ dùng để xây tử cấm thành trăm năm trường kỳ không mục nát. Tử cấm thành là một trong những công trình kiến trúc cổ bằng gỗ lớn nhất và được bảo tồn tốt nhất trên thế giới. Loại gỗ thần kỳ trường kỳ không mục nát nào đã làm nên kỳ tích trường tồn theo thời gian của một trong năm cung điện lớn nhất thế giới. Cố cung là hoàng cung vào thời nhà Minh và nhà Thanh, tiền thân là Tử Cấm Thành. Vào thời điểm đó, đây là một quần thể các công trình kiến trúc chỉ dùng để làm nơi thượng triều của hoàng đế và nơi ở trong hậu cung của các vị vua. Tử Cấm Thành tọa lạc ngay giữa trục trung tâm của Bắc Kinh và là tinh hoa của kiến trúc cung điện cổ đại Trung Quốc.
Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh có 3 đại điện lớn chính, có diện tích 720.000 m², diện tích xây dựng khoảng 150.000 m², hơn 70 cung điện lớn nhỏ và hơn 9.000 ngôi nhà. Đây là một trong những công trình kiến trúc cổ bằng gỗ lớn nhất và được bảo tồn tốt nhất trên thế giới, và được biết đến là cung điện đầu tiên trong 5 cung điện lớn trên thế giới. Tử Cấm Thành từ thời nhà Minh. Việc xây dựng Tử Cấm Thành bắt đầu vào năm Minh Thành Tổ Vĩnh Lạc thứ 4, 1406 lấy Cố Cung ở Nam Kinh làm cơ sở xây dựng và được hoàn thành vào năm Vĩnh Lạc thứ 18, 1420. Nó là một nội thành thu nhỏ hình chữ nhật với chiều dài 961m từ Bắc xuống Nam và rộng 753m từ Đông sang Tây, được bao quanh bởi một bức tường cao 10m ở tất cả các mặt và một hào rộng 52m bên ngoài thành. Các công trình kiến trúc trong Tử Cấm Thành được chia thành hai phần, ngoại triều và nội đình. Phần trung tâm của ngoại triều là Thái Hòa Điện, Trung Hòa Điện và Bảo Hòa Điện, gọi chung là Tam Đại Điện, là nơi tổ chức các nghi lễ lớn của quốc gia. Trung tâm của nội đình là Càn Thanh Cung, Giao Thái Điện, Khôn Ninh Cung, gọi chung là Hậu Tam Cung, cũng là chính cung nơi hoàng đế và hoàng hậu sinh sống. Thời Minh Thành Tông tại vị, Tử Cấm Thành bắt đầu được xây dựng, lúc đầu, kiến trúc và quy cách dựa trên Tử Cấm Thành ở Nam Kinh. Để tìm được gỗ xây dựng, rất nhiều quan viên đã được cử đi để giám sát việc khai thác gỗ. Tứ Xuyên, Hồ Vu Ảng, Giang Tây, Chiết Giang, Sơn Tây, Vân Quý, Giao Chỉ nay chính là Việt Nam, nhưng nơi này đều là những nơi cung cấp nguồn gỗ quan trọng cho Tử Cấm Thành. Từ rừng sâu núi cao tới Bắc Kinh. Về việc tại sao gỗ trong Tử Cấm Thành không thối giữa mục nát, các chuyên gia đã từng đính chính rằng, không phải những thân gỗ này không mục nát mà là không dễ dàng mục nát. Lấy gỗ Trinh Nam làm ví dụ, loại gỗ này rất cứng và không dễ mục, cổ nhân đã từng có định nghĩa về loại gỗ này nước không thể ngấm, kiến không thể đục lỗ. Một số chuyên gia còn đưa ra ví dụ rằng, rất nhiều loại quan tài cổ đại làm bằng gỗ Trinh Nam khi được khai quật vẫn còn rất chắc chắn sau cả trăm năm khi ra khỏi lòng đất. Ngoài chất lượng gỗ tốt, việc gỗ không bị hư hỏng còn liên quan đến vị trí địa lý của Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành nằm ở phía Bắc, khô và lạnh, số lượng côn trùng ăn gỗ tương đối ít. Ngày nay, phương pháp phòng chống mọt gỗ thường được sử dụng là sơn, nhiều đồ gỗ trong Tử Cấm Thành được phủ một lớp sơn mài lớn, đóng vai trò rất quan trọng trong việc phòng chống mọt và chống ăn mòn ở một mức độ nhất định. Ngoài ra, hệ thống thoát nước của Tử Cấm Thành rất tốt hơn nhiều thành phố bây giờ, chưa từng xảy ra lũ lụt, các bức tường trong cung được trang bị lỗ thông gió, có vai trò ngăn ẩm rất lớn. Tổng kết lại, Tử Cấm Thành đã trải qua hơn 600 năm và không có ghi chép nào về sự mục nát của gỗ. Tuy nhiên, loại hình sa hoa được xây dựng vào thời đó rất hiếm trong lịch sử nên ở một chừng mực nào đó, có thể nói Tử Cấm Thành không thể sao chép. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành chút thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên các bạn có thể nhấp đăng ký kênh miễn phí để theo dõi nhiều video hấp dẫn từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!